Yo, listen up, here's a story about a little guy that lives in a blue world. And all day and all night and everything he sees is just blue, like him inside and outside. Blue his house with a blue little window and a blue Corvette. And everything is blue for him and himself and everybody around, 'cause he ain't got nobody to listen to. Không thích à? Không, tôi chơi chơi trò khác nhá. Trò gì vậy anh? Có tiếng hát trong con tim cô đơn bấy lâu. Nào ngờ đâu duyên số, em đi với tôi một đoạn thôi. Bỗng em xa khuất dần, giọt nước mắt như cô đơn em quay về. Và giờ đây thêm nỗi nhớ em cuốn quay đêm đêm. Và giờ tôi không muốn đi tiếp đoạn đường kia. Ngày em xa tôi, giấc mơ kia đã tan rồi. Chỉ có thể yêu em thôi, tình này trao đến em rồi. Và từng đêm tôi vẫn mơ về ở đoạn cuối con đường có biết bao lần ngược xuôi trên phố dài, lòng xao xuyến khi em nhìn thấy anh, mắt nhìn theo bóng hình anh trong nắng mai. Đến một ngày nhìn anh, em hé cười, nụ cười xin cho anh ngàn ước mơ, bao nhiêu ngỡ ngàng bên nhau quãng đường, bối rối khi chợt from NHP Entertainment. Yeah! Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
mưa, trưa vừa mưa vừa nắng, biển động dữ dội, tầm nhìn xa từ nhà ra bếp. Và chính thời tiết dở hơi đó đã dẫn tới việc tòa án nhân dân tối cao quyết định xử tử hình Nguyễn Đức Nghĩa với tội danh giết người cướp răng ấy, giết người cướp của. Vâng, và như các bạn đang thấy trên màn hình là hình ảnh những đoàn xe đang chở Hoàn Pháp Trưởng. Vâng, vụ xử tử hình sẽ được diễn ra vào hồi 12 giờ ngày 22 tháng 9 năm 2010. Mời các bạn đến đón xem và cổ vũ nhiệt tình.该出手时就出手啊，风风火火闯九州啊！该出手时就出手啊，风风火火闯九州啊！嘿呀，一儿呀，嘿嘿嘿儿呀！如见不平一声吼啊，该出手时就出手啊，风风火火闯九州啊！ và rồi ta hứa sẽ quay trở lại vào một ngày mai như hai người bạn, một ngày đã quên tất cả lại nhớ về nhau cùng năm tháng còn ấu thơ. Và ngày hôm nay anh như đứa trẻ của ngày hôm qua xa xôi tìm về, lời thề tựa như ánh lửa xưa.